À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 6, bộ sách kết nối tri thức. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau bước sang một chủ đề mới. Unit 11, Our Greener World, Thế giới xanh hơn của chúng ta. Và ở trong unit số 11 này, ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau đây. Những thứ có thể được giảm thiểu, được tái sử dụng và được tái chế. Về phần phát âm, chúng ta sẽ học về nhịp trong câu. Còn ngữ pháp thì sao? Đây chính là hai phần ngữ pháp rất quan trọng mà cô cần các bạn chú ý. Đó là mạo từ và câu điều kiện loại 1. Về phần các kỹ năng, chúng ta sẽ đọc những cách để trở nên xanh hơn. Nói về những lời khuyên cho việc trở nên xanh hơn. Nghe về những ý kiến cho một câu lạc bộ xanh. Và viết một đoạn văn về những ý kiến cho một câu lạc bộ xanh. Đối với phần tiếng Anh mỗi ngày, chúng ta sẽ học cách đưa ra những lời cảnh báo. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đến với bài học đầu tiên, Getting Started. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang số 48 và 49 giúp cô nhé. Như các bạn có thể thấy, bài học ngày hôm nay của chúng mình sẽ bao gồm có 5 hoạt động. Và ngay bây giờ, ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên, Activity number 1. Listen and repeat. Hãy nghe và đọc. Ngày hôm nay thì nội dung của bài nghe và đọc, chúng ta sẽ được tìm hiểu về cuộc hội thoại giữa bạn My và bạn Nick. Bây giờ hãy cùng cô nhìn vào bức hình của sách giáo khoa. Chúng ta thấy bức hình này cho mình biết được là My và Nick có vẻ như đang gặp nhau ở trước cửa của một cái siêu thị. Và cả hai bạn ấy thì đều mua sắm gì đó, đúng không nào? Để biết được cụ thể các bạn ấy nói với nhau những gì, thì bây giờ hãy cùng cô tiến hành nghe và đọc đoạn hội thoại này nhé. Bây giờ cô sẽ bật file nghe và lần nghe số 1 của các bạn bắt đầu. Unit 11, Our Greener World, page 48, Getting Started. Let's go green. Activity 1. Listen and read. Hi, Nick. Hello, Me. You've brought a lot of things. Yes, we're going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket, Me? I'm buying some eggs. Hey, what's this? It's a reusable shopping bag. Do you always use it? Yes, it's better than a plastic one. If we all use this kind of bag, we will help the environment. I see. I'll buy one for my mum. Where can I buy one? At the checkout. By the way, you're also green. You're cycling. You're right. If more people cycle, the air will be cleaner, right? Yes. Oh, it's 5 o'clock already. I have to go now. See you later. See you, Nick. Bye. Vừa rồi là nội dung của lần nghe số 1. Chúng ta đến với lần nghe số 2 nhé. Unit 11. Our Greener World. Page 48. Getting Started. Let's Go Green. Activity 1. Listen and read. Hi, Nick. Hello, Me. You've brought a lot of things. Yes, we're going on a picnic tomorrow. What are you doing at the supermarket, Me? I'm buying some eggs. Hey, what's this? It's a reusable shopping bag. Do you always use it? Yes, it's better than a plastic one.
If we all use this kind of bag, we will help the environment. I see. I'll buy one for my mom. Where can I buy one? At the checkout. By the way, you're also green. You're cycling. You're right. If more people cycle, the air will be cleaner, right? Yes. Oh, it's 5 o'clock already. I have to go now. See you later. See you, Nick. Bye. Tiếp theo, cô sẽ giúp các bạn dịch cuộc hội thoại này sang tiếng Việt. Chào Nick. Chào My. Cậu đã mua rất nhiều thứ. Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại. My đang làm gì ở siêu thị vậy? Tớ đang mua một ít trứng. Này, cái gì đây? Đây là túi mua sắm có thể tái sử dụng. Bạn luôn luôn sử dụng nó à? Đúng vậy, nó tốt hơn là túi nhựa. Nếu như chúng ta sử dụng loại túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường. Mình hiểu rồi, mình sẽ mua một cái cho mẹ. Mình có thể mua ở đâu nhỉ? Lúc trả tiền. Bằng cách này, cậu cũng sống xanh hơn đấy. Cậu đang đạp xe. Cậu nói đúng. Nếu như nhiều người đạp xe hơn, không khí sẽ sạch sẽ hơn, đúng không? Đúng vậy. Ồ, đã 5 giờ rồi. Tớ phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Nick. Cuộc hội thoại này có nội dung khá là đơn giản, đúng không nào? Và nội dung này có chủ đề liên quan tới môi trường, về những cách mà bạn My và bạn Nick nói để giúp cho môi trường của chúng ta được bảo vệ, được giúp ích nhiều hơn, đúng không nào? Và bây giờ, mình sẽ cùng nhau chuyển sang trang số 49 để đến với các hoạt động liên quan tới cuộc hội thoại này nhé. Đầu tiên chính là hoạt động số 2. Activity number 2. Read the conversation again. Complete the following sentences. Use no more than 3 words in each blank. Ở trong hoạt động này thì chúng ta sẽ đọc lại cuộc hội thoại và hoàn thành các câu ở bên dưới, sử dụng không quá 3 từ cho mỗi ô trống. Điều cô cần các bạn lưu ý trong hoạt động này đó là chúng ta sử dụng không quá 3 từ. Điều đó có nghĩa là mỗi ô trống ở trong từng câu này các bạn sẽ chỉ điền được nhiều nhất là 3 từ mà thôi. Còn từ 4 từ trở lên có nghĩa là chúng ta đã làm sai yêu cầu của đề bài rồi đấy. Nào bây giờ hãy cùng cô bắt đầu với number 1. Nick is going on tomorrow. Nick sẽ đi đâu vào ngày mai? Để điền được ô trống số 1 này, hãy cùng cô nhìn vào lời thoại số 4. Trong lời thoại số 4 này, bạn Nick có nói là "We are going on a picnic tomorrow." Ngày mai thì chúng ta sẽ đi dã ngoại. Điều đó có nghĩa là ngày mai bạn Nick sẽ đi dã ngoại. Nick is going on a picnic tomorrow. Nick sẽ đi dã ngoại vào ngày mai. 2. The green shopping bag is better than the... Túi mua sắm tái sử dụng thì tốt hơn cái túi nào? Để biết được đáp án là gì, chúng ta hãy nhìn cho cô vào lời thoại số 7 nhé. Sorry, lời thoại số 7 và số 8. Chúng mình có này. Khi mà bạn Nick trả lời "It's a usable shopping bag." Đó là một cái túi mua sắm có thể tái sử dụng. Bạn My đã đáp lại "Do you always use it?" Bạn luôn sử dụng nó à? Thì bạn Nick đã đáp lại "Yes, it's better than a plastic one." Nó tốt hơn là một cái túi nhựa. Vậy ở trong câu so sánh, câu số 2 này, thì phần còn thiếu của chúng ta trong ô trống chính là "The plastic one
túi mua sắm có thể tái sử dụng thì tốt hơn là túi nhựa. Number 3. People can buy green bags at. Người ta có thể mua túi tái sử dụng khi, làm sao, hoặc là ở đâu? Các bạn hãy cùng cô nhìn vào lời thoại số 4 từ dưới lên nhé. Khi bạn Bi có hỏi là Where can I buy one? Mình có thể mua một cái ở đâu? Thì bạn Nick đã trả lời At the checkout. Ở cái quầy thanh toán. Vậy chúng ta quay trở lại với câu số 3. Thì ô trống này chúng ta cần từ The checkout. Quầy thanh toán. For Mi wants to buy dot 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 badge for her mom. Mi muốn mua túi gì cho mẹ của cô ấy? À, đương nhiên là bạn Mi muốn mua cái túi tái sử dụng nên là bạn ấy mới hỏi, mới có cái câu số 3 này đúng không nào? Và ô trống số 4 chúng ta cần điền a reusable badge for her mom. Mi muốn mua một chiếc túi có thể tái sử dụng cho mẹ. 5. Nick thinks that Mi is green because Nick nghĩ rằng bạn Mi sống xanh bởi vì như thế nào? Hãy cùng cô nhìn vào lời thoại số 4 từ dưới lên nhé. Tiếp tục cái câu này thì đằng sau bạn Nick có nói By the way, you are also green. You are cycling. Bạn cũng sống xanh, bạn đang đạp xe này. Và bạn Mi đã đưa ra cái tác dụng của việc đạp xe đó là gì? If more people cycle, the air will be cleaner. Nếu như bạn đạp xe thì không khí sẽ trở nên sạch sẽ hơn. Đấy là lý do mà bạn Nick nói rằng bạn Mi green, bạn Mi sống xanh. Như thế thì ô trống số 5 này chúng ta sẽ điền cho cô từ She's cycling. Nick thinks that Mi is green because she's cycling. Nick nghĩ rằng Mi sống xanh bởi vì cô ấy đang đạp xe. Và đó là nội dung của hoạt động số 2. Ở hoạt động này, nếu như bạn nào đã hoàn thành từ trước, các em có thể kiểm tra các phương án mà mình đã làm cùng với đáp án của cô ở đây nhé. Bây giờ, hãy cùng cô đến với hoạt động số 3 nào. Based on the ideas in the conversation, match the first half of the sentence in column A with its second half in column B. Dựa trên các ý tưởng ở đoạn hội thoại, hãy nối nửa đầu câu ở cột A với nửa thứ hai của câu ở cột B. Chúng ta có nửa đầu câu là cột A phía bên trái này và nửa cuối câu ở cột B phía bên phải. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nửa đầu câu ở cột A có nghĩa là gì. 1. Green badge are better. Túi bảo vệ môi trường thì tốt hơn. 2. The air will be cleaner. Không khí sẽ sạch hơn. 3. If people use reusable bags for shopping. Nếu như người ta sử dụng những chiếc túi có thể tái sử dụng để mua sắm. Và phía bên phải là ba nửa cuối câu. A. They will help the environment. Họ sẽ giúp ích cho môi trường. B. Than plastic bags. Hơn là túi nhựa. C. If more people cycle. Nếu như nhiều người đạp xe hơn. Hoạt động số 3 này rất dễ đúng không nào? Bởi vì thông qua hoạt động số 1 và hoạt động số 2 thì chắc chắn là các bạn đã nắm được nội dung của cuộc hội thoại là gì rồi. Đầu tiên, câu số 1. Câu này chúng ta đã gặp trong chính câu số 2 của hoạt động số 2. Chúng ta nói green badge are better than plastic badge. Câu 1 đi với đáp án B.
túi bảo vệ môi trường thì tốt hơn là túi nhựa. 2. The air will be cleaner. Không khí sẽ sạch hơn. Nó chính là nội dung câu số 5 trong bài tập số 2 của chúng ta, đúng không nào? Không khí sẽ sạch hơn nếu như nhiều người đạp xe hơn. C. Và đương nhiên, number 3 sẽ nối với phương án A. If people use reusable bags for shopping, they will help the environment. Nếu như người ta sử dụng những chiếc túi có thể tái sử dụng để mua sắm, họ sẽ giúp ích cho môi trường. Chúng ta kết thúc hoạt động số 3 tại đây. Và để hiểu rõ hơn về một số những hành động có ích cho môi trường thì hãy cùng cô đến với hoạt động số 4. Activity number 4. Match the pictures with the ways to help the environment. Hãy nối các hình ảnh với những cách để giúp ích cho môi trường. Ở phía bên phải là những cách bảo vệ cho môi trường được viết bằng lời, còn phía bên trái là các bức hình. Trước hết thì hãy cùng cô tìm hiểu xem nội dung của những cách này là gì đã nhé. A. Planting trees and flowers. Trồng cây và hoa. B. Picking up rubbish. Nhặt rác. C. Cycling. Đạp xe. D. Walk to school. Đi bộ đi học. E. Using reusable bags when shopping. Sử dụng túi có thể tái sử dụng khi đi mua sắm. Bây giờ, hãy cùng cô quan sát các bức hình để tìm ra đáp án phù hợp nhé. Bức hình số 1, chúng ta thấy cả gia đình này đang đạp xe. Vậy cái hành động ở đây đó là cycling. C. Bức hình số 2, hai bạn nhỏ này đang trồng cây và hoa ở trong vườn, đúng không nào? Nó chính là phương án A của chúng ta. Planting trees and flowers. Number 3. Ở trong câu số 3 này thì chúng ta thấy hai nhân vật này đang nhặt rác ở đường, đúng không nào? Và chúng ta sẽ lựa chọn phương án B cho bức hình số 3. Picking up rubbish, nhặt rác. 4. Ở trong bức hình số 4, chúng ta nhìn thấy những cái túi mua sắm. Nó có những cái ký hiệu eco này, hay là những hình cái lá vân vân. Và đây chính là những chiếc túi có thể tái sử dụng. Ta lựa chọn phương án E. Using reusable bags when shopping. Sử dụng túi có thể tái sử dụng khi mua sắm. Và cuối cùng, bức hình số 5 là hình ảnh người mẹ đang đi bộ cùng con tới trường. Phương án D. Walking to school. Đi bộ tới trường. Hoạt động số 4 đã giúp các bạn hiểu thêm rất nhiều về những hoạt động có thể giúp ích cho môi trường, đúng không nào? Và khi mà đã biết được những hoạt động nào có thể giúp ích cho môi trường, thì các bạn hãy cố gắng là chúng ta thực hiện những hoạt động này nhiều hơn nhé. Còn bây giờ, hãy cùng cô đến với hoạt động số 5. Activity number 5. Game. À, bài tập số 5 này là một trò chơi. Find someone who. Hãy tìm xem ai như thế nào. Work in groups. Ask and answer to find someone who does things in four. Làm việc theo nhóm, hỏi và trả lời để tìm xem những ai làm những việc gì ở trong hoạt động số 4. Phía dưới, sách giáo khoa cho chúng mình một ví dụ. A. Do you plant trees? Bạn có trồng cây không? B. No, I don't. Không, mình không. A. Do you pick up rubbish? Bạn có nhặt rác không? B. Yes, I do. Có, tôi có. Và ở trong hoạt động này thì chúng ta thấy là
mình học thêm được một cái cấu trúc mà chúng ta có thể áp dụng được trong hoạt động số 5. Đó là cái cấu trúc câu hỏi ở thì hiện tại đơn yes, no. Chúng ta có do you cộng với cái hành động đó. Và để trả lời thì mình có hai cách, đó là yes, I do, hoặc là no, I don't. Cấu trúc này chúng ta áp dụng khi mà mình hỏi nhau ở trong hoạt động số 5, đúng không nào? Thì hiện tại đơn thì chúng ta cũng được học rồi. Vì vậy, hoạt động này các bạn sẽ thực hành nhiều hơn ở trên lớp với những người bạn của mình nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.